Còn máu 30 á, nhưng ít đâu. Còn máu nữa thấy không? Bữa hôm mới đứng rồi, chừng 25 đứng rồi, đang ra trả lời. Cậu, cậu lao hơn con chim quá. Cậu mới vẫn đang ra kìa, cậu ra cũng đang ra cậu kìa. Đó, bông thấy không? Hay. Này là Khải ghép con một quỷ nó đúng đẹp luôn à. Vậy đó, nó bông nhiều lắm. À, bữa nay mình quay qua đây mình cho mọi người xem. Hiện tại ông anh mình đang làm chuẩn bị làm AV giống mình nè. Ông quốc trước mình chơi gạch trái luôn. Đó, ông giọng nói cao là máy gừa. Đó, xây chuồng chim thì đâu cần phải nắng đâu anh em. Nếu ông chơi nhà ông rồi ha. Ủa tối nay em mua tân cũ hả? Không mà thấy mua tân cũ rẻ tiền hơn. Ông kháo hả? Cơ lên này cao lên nữa, 3 mét. Này gần 3 mét này cao lên cơ cả 2 mét nữa, 5 mét. Nói chung cái này là khi nào hoàn thành đó, mình sẽ quay cho mọi người xem không? Xem nó như thế nào. Đó, anh em chơi về chơi xài thuốc thì nó là. Ủa nó đẻ bên kia mà. Ở bên đây em thấy có đâu. Đó, giờ ai mua luôn bán nguyên ổ nè. Không có dùng. Không. Tiền đâu nó hả anh? À, nhiêu quên là 18 đúng không? Con trống vô máy cắt chân nha. Chân có tật nhưng mà vẫn đẻ bình thường ha. 10 mấy anh? 18. Đó. Hai chung con hả? Rồi, 200 con. Một hình như một trống một máy anh ơi. Hai giống giống vậy á. Máy này mùa 4 à. Máy mùa 4 mùa 2 trống. Tí mở cửa hết cho anh chú bay ra luôn. Đây. Bữa hỏi mình hàng Indo có ghép không đây, hàng Indo đây. Giờ muốn review sao đây? Con máy nó vĩnh mở. Chống hương quá. Hàng ghép mà. Đó. Hai cái đồ nó là vậy nè mọi người. Giờ kêu review mình cũng không biết review nó sao nữa. Thì nó cũng giống như trang con hang mình, trà hang mình thôi chứ không khác nữa. Nó y chang thôi, bự con hơn anh à, với lại cái nó có hai loại, một dòng là bụng sáo, một dòng bụng đen. Ờ, đuôi trắng đuôi đen. Đó. Thì dòng là đuôi đen toàn bộ đúng không anh? Đâu thấy trắng đâu đen mà. Đúng rồi. Đuôi nó vẫn còn bợ trắng giống như trang con hang trà hang Việt của mình thôi, không khác hết á. Quay khó thiệt chứ. Đó nè. Đó còn cắn cái đuôi. Nói chung là chim này ổng đưa sao mình đưa bán như vậy chứ không phải là anh em nói mà mình cao giá lên mình ăn trên đầu trên cổ không khó nha anh em. Chơi giờ là chết mình đó. À, còn đây là một cặp bông hết. Bông hơi bị nhiều luôn nha. À, con máy này mặt quỷ. Cứng dữ vậy.
kéo cửa thả chim hết. Ông phút mà luôn. Đó, vậy quay rõ anh em cho dễ hơn ha. Lâu lâu qua phá chơi. Wow, trống này bông lên lưng luôn. Ủa trống mà trống thường chứ trống việt mà đúng không anh? Con Khang này nè. Cặp này nguyên cặp việt hết luôn rồi, đẹp không? Đuôi à. Rồi, cho mọi người xem con này, cặp này mới đẹp nào. Cặp này con máy 18 đúng không anh? Đó, máy bông 17 năm rồi mọi người đó. Còn trống 27. Trống xẻ mini 27 nè mọi người. Để luôn hả? Nhanh dữ à? Bữa mới thấy cái đây mà nó đẻ rồi. Thấy cái đuôi đã. Lẹ dữ à. Mới đây đẻ rồi. Quay mấy chim đẻ không có quay mấy con này làm gì. Mà mượn áp luôn ha, con này. Ủa, con 30 bên nào quay bên kia hả? Ở trong nhà hả? Giấu. Giấu. Còn bên đây nó đẻ cho anh hay là đang đẻ? Chưa luôn hả? Nó nói nha. Bên đây cái ổ dưới này lại vậy. Còn cặp này anh. Cặp này đẻ chưa? Mái bông đẹp ghê. Giỡn trẩu nát người luôn anh. Trống mái bông bông muốn mấy ngày người luôn. Đó mọi người thấy không, sâu cũng trộn thuốc nè, đó nó hồng ương hết luôn ha, bỏ vô da là dính hết nè. Đó càng nhiều nhiều đó, cứ để vô là sâu nó bò dính hết. Ủa nay cho anh cho sâu sữa chứ không cho sâu gồng ha. Sâu gồng này ông đem qua sâu bự quá, em đem cho mình bị ăn hết. Dạ. Hú nó cũng hơi mạng nữa. Em nhỏ nhỏ mà. Mày trống mấy bông á. Ngồi bông, có cành thì bông đẹp. Ông trộn thuốc. Ăn vậy là chắc cú. Anh bóc em bỏ vô cái kia em vũ. Là biến có hát hả? Em bỏ cũng rải vô trong cái hùng cái xong chứ có đâu. Đó vậy cái bỏ vô cho ăn à. Lắc vậy dính nhiều hơn. Dính hơn. Lại khuất không có đi nữa. Lắc tiếp. Cái này nở chắc phải là 7-8 ngày ha. Ê 6-7 ngày chứ. Thường là 8 ngày, 9 ngày rồi. Nhưng bắt đầu nó đứng được rồi. Cơi lên là khỉ, lấy khỉ gì bán. Bán vậy mà còn bị chửi chứ đó trời sức mà. Gặp mấy thằng khác là nó cao hơn cả khúc này ăn. Bữa nay không cho ăn trùng ha.
Không, mà trùng này phải nó dễ chết quá anh ơi. Em bỏ vô nhúm vậy, có con ăn, con không ăn. Con không mời, cậu ăn, để vô cây hết. Mấy bái bông, bông bỏ lột đã. Này toàn mấy con mùa đầu không à, đúng không anh? Để lớp lạc xong gớt lông luôn. Xui cho anh. Nó sốc quá à. Sốc là bình thường. Em bển hả? Con còn khai 4 lần. Đèn con đó nè, con giống của ổng. Anh này hơi bị dữ. Bởi giờ thấy mỏ lột luôn mà. Wow, anh này đuôi trắng hơi bị nhiều quá nha. Mấy cọng bợ trắng luôn anh. Ông không thấy mấy cái này chứ không thấy. Vàng hai con luôn. Quay lại bãi này. Trời ơi, cái con nó bông là thấy mê rồi. Ôi má ơi, nó muốn hết cái người luôn. Chung là chim của anh em á, mà đừng có để người khác vô quay. Tại vì mình qua đây thường á, lại nhiều lúc mình cũng ngồi cho ăn với ổng là mình quay được nha. Chứ anh em mà vô, ví dụ mà cho người lạ vô quay kiểu này là coi như là giục hết á. Cái lại cũng không biết được đâu nha. Giờ đó, mình thấy ổng che kín bít hết luôn á. Quýnh lộn. Con còn ở giả kìa. Dạ sao anh? Giờ mình thấy con máy sô cô la rồi, con máy sô cô la đây nè. Nãy giờ. Đó cái con máy sô cô la của ổng nè. Giấu ở đây nè. Quay mình không rõ chứ mình nhìn ở ngoài rõ lắm mọi người. Đẹp ghê. Đó. Máy mà bụng như con trống. Bụng máu 30 đó, chung ít đâu. Bụng máu mà thấy không. Bữa hôm mới đứng rồi, chừng 25 đứng rồi, con đang ra trả lời. Cậu lao hơn con chim bó lắm. Cậu mới đang ra kìa, cậu lao cũng đang ra cộng kìa. Đó, bụng thấy không. Hay. Này là Khải ghép con một quỷ nó đúng đẹp luôn à. Vậy đó. Nó bụng nhiều lắm. Ủa má cầm này cô ông ư á. Chúng ít đâu. Thấy nó dài còn em 97 mà. Em thấy nó giống cộng chi lông. Đâu mày dài còn cộng nữa. Giờ nó còn đen lông máu đâu gớt được. Đó cái cộng mới đang ra kìa. Dạ hay à. Cộng máu đó. Vẫn còn lông máu. Ờ cộng đuôi à mày ơi. Cộng này là mình hiếm bao mơ. Gặp em.
giờ đâu có nhổ được, còn đây không giờ đây ra đông máu sao nhổ, nhổ là nó rớt luôn. Ủa tao tính nhổ quá, giờ thấy còn đông máu quá trời, mà không ghét nó đứng luôn rồi chứ. Thế nó đâu còn ra nữa. Trời ơi, làm gì vậy? Cặp này, cặp này sư phụ nào lấy kháp nổi. Lấy bông tinh lưng còn mà. Thay lông hả? Đuôi này bao nhiêu? 30. Chim con đúng không? Chim con của ổng lên. Còn tiền nó giờ tính bằng trăm mà chứ không tính bằng bằng chục nữa. Thấy dữ rồi, cái này là thấy dữ rồi, 30 là thấy dữ rồi. Chim Việt nữa chứ không phải là chim 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 nhập nữa nha. Cái này được cái nó dài một bông. Vậy. Đây là con cũng trống cũng tâm anh. Phải không? Tâm tâm á hả? Cho nó rồi chứ sao nó chơi tay được cho nó đưa lên con dép đẻ này còn trắng ra còn đây hơn à. Này hay không mà hơn nè. Cha nó có chơi được 5-6 nữa.